Xin chào các bạn nhé. Và để tiếp tục cho những cái bài cách làm kênh YouTube. Thế thì đã làm YouTube thì mình phải có video để đưa lên. Thế thì trong khi các bạn đi quay cũng như ở nhà hay cái cảnh du lịch nào đấy thì không thể tránh khỏi những cái đoạn nó nhập nhằng. Tóm lại là mình phải chỉnh sửa rất là nhiều các bạn nhé. Thế thì để chỉnh sửa nó thì tuy nhiên trên điện thoại thì cũng có cái để chỉnh nhưng mà nó không thể chuyên nghiệp. Và đã làm YouTube thì không thể không dùng máy tính được các bạn nhé. Thì theo mình thì nên phải đưa nó vào máy tính và đưa nó vào cái phần mềm chuyên nghiệp thì mới sử dụng được các bạn nhé. Và để chuyển những cái cuốn phim hay còn gọi là những cái dữ liệu từ điện thoại sang máy tính để làm việc đấy. Thế thì việc này thì nó đơn giản thôi. Tuy nhiên thì cũng có bạn đã biết rồi mà có bạn mới thì cũng có thể là chưa rõ lắm. Thế thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip để các bạn chuyển những cái dữ liệu từ điện thoại sang máy tính để mình làm việc cho nó tiện các bạn nhé. Thế thì để chuyển từ điện thoại mà sang máy tính các bạn nhé, thì các bạn trước tiên các bạn sẽ chuẩn bị cái sạc cắm của nó này. Đây là cái sạc cắm điện thoại bình thường các bạn nhé. Đấy, thế thì bạn sẽ dùng cái ổ này cắm vào bình thường như mà mình nạp điện thoại hàng ngày đấy. Còn cái đầu này thì bạn sẽ rút ra khỏi cái phích cắm này. Đấy, cái đầu này thì bạn rút ra để mình dùng cái đầu này cắm vào máy tính các bạn nhé. Vì mình cũng nói sơ qua vì các bạn chưa làm quen nên là mình cũng dặn cái cách để chuyển đổi từ điện thoại sang máy tính. Thì sau khi bạn rút ra rồi thì bạn sẽ cắm cái đầu vào đây và cái máy tính này, cái máy tính nào nó cũng có cái ổ cắm các bạn nhé. Thì bạn sẽ cắm vào đây. Đấy, sau khi đã chắc chắn rồi thì bạn sẽ chuyển xuống dưới điện thoại và cái đầu dưới đầu đường nạp điện thoại bình thường đấy. Thì lúc này thì bạn sẽ mở điện thoại lên. Khi mở điện thoại ra thì nó sẽ có chữ đây, cho phép đây. Thì cũng có cái thì nó sẽ ghi là chuyển tệp các bạn nhé. Thì nếu là mà nó ghi là chuyển tệp thì bạn đấn vào chuyển tệp. Mà cho phép thì mình đấn vào cho phép. Mình đấn vào cho phép này. Thì sau khi mình đấn vào cho phép hoặc là chuyển tệp xong thì bạn sẽ chuyển lên màn hình. Và bạn sẽ mở cái MicroMotor ra. Đấy, vào cái góc màn hình đấy, MicroMotor đây, sau đó bạn chuột trái vào nó này. Thì nó sẽ ra cái bảng như này. Bây giờ mình làm lại nhá. Và MicroMotor này. Chuột trái này, thì đây, cái biểu tượng điện thoại Samsung thì nó đã vào trong máy các bạn nhé. Galaxy Samsung đây, mình sẽ chích chuột trái vào đấy. Thì ra là bộ nhớ này, trong điện thoại này. Tiếp tục thì bạn vào cái phần DM này. Sau đó chuột trái vào phần camera này. Và đây, đây là toàn bộ những cái phim mà mình đã quay đây các bạn nhé. Thì đấy là cái cách để bạn chuyển từ điện thoại sang máy tính để lấy cái dữ liệu để làm các bạn nhé. Thì sau khi bạn đã copy, chuột phải copy vào thì bạn sẽ paste ra đây. Để mình, tí nữa mình cho ghép nó vào. Thì đây, lúc này nó đã ra màn hình để cho ta làm việc. Thế và đấy là toàn bộ những cái cách mà chuyển các phần dữ liệu, phim cũng như ảnh từ điện thoại sang máy tính các bạn nhé. Và mình cũng xin dặn các bạn là khi các bạn đi quay phim để đưa vào phần mềm làm việc thì các bạn nên quay ngang vi điện thoại các bạn nhé. Quay bằng ngang điện thoại ra thì sau khi mình đưa vào phần mềm thì nó dễ làm việc hơn, chứ đừng có quay dọc điện thoại. Và đấy là một số những cái lưu ý mình muốn dặn các bạn mà chưa quen thì cũng nên làm thế để cho nó dễ dàng làm việc các bạn nhé. Thì cũng xin khép video tại đây và xin chúc các bạn thành công. Và xin gặp lại các bạn ở những buổi chia sẻ tiếp theo. Xin chào.